thì bây giờ là ở quận Tư cũng bây giờ cũng tối rồi, 7 giờ tối rồi, người ta đi ăn uống rất là nhiều, không biết bây giờ số điện express đó, có còn lấy đồ hay không, để mình đi gửi đồ á. Mà đây là đoạn đường ở Mới Vân Đồn, ở ba Mới Vân Đồn có lại đường Nguyễn Thái. Trời có mưa rồi, còn có nơi trời trong, trời không có mưa. Hy vọng là cũng đừng mưa đi. Bởi vì đó, trời mưa thì sẽ ướt hết người, ướt hết đồ, rất là khó chịu vào. Ở dưới các bàn trời, chấp chấp đi. Ok, đây là tàu Nguyễn Văn Từ, Nguyễn Tối. Tàu Nguyễn Văn Từ, Nguyễn Tối thì cũng không có linh linh gì mấy, ra là đường ít xịt. Mà cái cầu này á cũng không có những cái người mà họ vô gia cư, họ lên đây họ ngồi họ xin ăn, mà họ cũng làm rất là nhiều luôn. Còn cầu này thì không có, cầu này không có, không hiểu vì sao nghe cái tiếng gì giờ này rất là đông, buổi tối người ta đổ xe ra được ngoài đường quá trời, chạy làm vòng cho thôi đó, mà cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là chạy làm vòng thôi. Bến mã và đường xanh mà cái làn này không chạy nổi luôn là biết sao rồi, biết đông cái nào. Có một chú gọi là vô sức mặt phía xe hơi này, nó chạy mà nó ép người ta nữa, đã người ta chạy xá ở trong lề rồi còn chạy ép năm ba vô sức bơi ở vô. Rồi rất đó, mình phải chạy đường vòng, mình thấy một phía thì nữa, nó thấy người ta chạy quá mà nó cũng không dừng đường thôi, mà nó cứ phải lạng cho bằng đường, thì cũng là hạ, rất là hạ mấy người cũng dừng, mấy hàng chạy, đó ra là lúc nãy không có chạy được. Hơi bị trễ nên là phải chạy cái đường vòng hơi xa. Đường này rất là hẹp luôn á. Thấy xe bốn bánh này kìa không? Có đậu không là muốn hết cái đoạn đường này. Rồi xong không có đường quẹo luôn, phải chờ. Chờ đi. Chờ vài chục cây nữa. Rất là lâu lắm. Giờ luôn có mất kiến đi. Mắc kiến quỷ gì á, đây không có thấy đường chạy gì. Không phải là mắc kiến đây không thấy đường mà là do cái mắc kiến nó dơ quá, hiểu không? Chưa có lâu á. Còn vừa đầu thì bác ngồi trong cái cành kính á thì nó sẽ bị ớ. Thì ở đây là cái đường gì vậy? Đây là đường Võ Văn Kiệt. Đó mấy đường, 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 đường.